Bác Hồ không phải là thần thánh. Điều này được chính bản thân bác khẳng định và bác đã khiển trách nhẹ các nhà báo, nhà thơ cách mạng khi họ viết về bác như vậy. Nhằm mục đích tuyên truyền cho cách mạng, khi đó có một số nhà báo và nhà thơ của chúng ta đã viết bài báo hay làm những bài thơ ca ngợi vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, có những bài mà viết về bác Hồ như là một vị thánh thần trên trời hạ phàm. Khi đọc được bác Hồ không vui, bác gặp những nhà báo nhà thơ đó và nhắc nhở nhẹ nhàng. Các chú đừng viết về bác như vậy, bác chỉ là một người bình thường, bác chỉ là một người Việt Nam yêu nước như hàng triệu đồng bào ta mà thôi. Tùy bác của chúng ta tự nhận bản thân không phải là thần thánh, nhưng theo quan điểm của kênh Dòng Máu Việt thì bác Hồ là một bậc vĩ nhân, bởi cuộc sống của người rất đặc biệt mà người bình thường như chúng ta khó có thể vượt qua được. Vậy kênh Dòng Máu Việt sẽ tóm tắt về các dấu mốc quan trọng và những biến cố đặc biệt trong cuộc đời của bác. Mọi người vui lòng nghe hết để cảm nhận và đưa ra bình luận về bác ở ngay phía bên dưới ạ. 11 tuổi bác Hồ mồ côi mẹ, người thiếu niên nhỏ nhắn gầy gò tên là Nguyễn Sinh Cung, con trai một nhà nho xứ Nghệ bắt đầu hành trình theo cha đi bộ suốt dọc dải miền Trung đất nước. Một mình anh gánh vác trách nhiệm tham gia liên lạc cho những cuộc họp cứu nước của những bậc cha anh của mình. 20 tuổi gặp cha lần cuối trong đời, 21 tuổi anh thanh niên Nguyễn Tất Thành gác lại mối tình đầu trên bến cảng Nhà Rồng, gác lại tình thân, dấn thân đi tìm một con đường cứu dân tộc anh thoát khỏi số phận bị xóa tên trên bản đồ thế giới, một con đường đang cực kỳ mù mịt vào thời điểm đó. Thực dân Pháp đã dập tắt hết các cuộc chiến đấu vũ trang và những phong trào cải cách hướng đến độc lập đầu tiên trên đất nước của anh. Trên thế giới, người thuộc địa chưa có lối thoát ra khỏi số phận bị trà đạp về nhân phẩm và đồng hóa. 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, từ năm 1911 đến năm 1941, lúc là anh thủy thủ lênh đênh trên những chuyến tàu, lúc là người thợ làm bánh, là người tu hành phải khất thực, lúc là người thầy của những trường học cách mạng đầu tiên, lúc ngồi trong tù. Người thanh niên ấy đã đi khắp thế giới, dấn thân khám phá những điều chưa ai biết, tìm những con đường chưa ai hay, thức tỉnh, vận động tổ chức một thế hệ thanh niên Việt Nam xuất chúng tiếp tục dấn thân vì dân tộc, cho đến khi tóc người đã bắt đầu điểm bạc. Mất thêm 3 năm ăn rừng ngủ núi, 1 năm ngồi tù từ năm 1941 đến năm 1945 để tổ chức cho ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày dân tộc Việt Nam ngẩng mặt cao đầu với vị thế của một người tự do. 1 năm cầm quyền, vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập lại tiếp tục đồng cam cộng khổ với những người nông dân, người chiến sĩ, đưa cuộc chiến trường kỳ 9 năm chống lại thế lực thực dân số 2 thế giới đi đến ngày thắng lợi cuối cùng. Người đã dấn thân vào những điều chưa biết với tư cách của một người chiến binh không chút sợ hãi, gác lại hạnh phúc cá nhân, những nhu cầu cơ bản, trách nhiệm của một đứa con trong gia đình, dòng tộc để lãnh đạo một dân tộc thuộc địa, có dân số bằng 1/3, kinh tế bằng 1/100 chính quốc, giành lại được độc lập sau gần 100 năm làm trâu ngựa. Người đã lãnh đạo một đất nước có dân số bằng 1/7, kinh tế bằng 1/800, diện tích chỉ bằng một bang của siêu cường lớn nhất hành tinh, giành được tự do trong thống nhất. Người đã tạo ra nguồn cảm hứng cho 2/3 cư dân địa cầu giành lại quyền sống, quyền tự do và bình đẳng giữa các màu da, giữa các dân tộc, trở thành một trong những cá nhân làm thay đổi dòng chảy lịch sử mà thế giới đang sống, khiến nhân dân, bạn bè tin yêu, kẻ thù cùng thời phải ngã mũ kính trọng. Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy người không phải là thánh thần nhưng thử hỏi, trên thế gian này có bao nhiêu người như vậy?